báo hiệu cho một, nó là báo hiệu sớm nó là một cái dấu hiệu sớm cho thấy là dòng tiền nó đang có xu hướng đầu cơ hơn người ta đang tìm đến cái sự rủi ro nhiều hơn thay vì là gửi trong banh nó đang báo hiệu chúng ta cái điều đó có bạn hôm trước hỏi đó là cái, cái liên hệ giữa coi với lại uh, chứng khoán nó là cái gì thực sự cái này nó tương đối đơn giản tương đối đơn giản nhé các bạn cứ tư duy đó là bản chất thì khi mà coi nó được coi như là một cái đồng tiền mà bitcoin nó coi như một cái đồng tiền mà nó phải nói là đánh crypto anh em có thấy nó siêu rủi ro giải thích đơn giản là nó có siêu rủi ro đánh crypto chắc chắn rủi ro chứng khoán biên độ nó rộng hơn rủi ro là chứng khoán đúng không? Vậy thì với những cái tài sản rủi ro mà nó đồng loạt nó tăng thì tự nhiên những cái tài sản rủi ro vừa như chứng khoán, rủi ro vừa nữa như là bất động sản, thậm chí bất động sản thì nói là hơi rủi ro một chút thôi, chứ nó không có rủi ro. Nhiều anh em đánh giá là đầu tư bất động sản là tốt nhất. Nó vẫn có rủi ro nhưng mà nó lại ít hơn về chứng khoán. Đấy vì thế nên là khi mà cái tài sản rủi ro xu hướng của tài sản rủi ro nó tăng ấy, thì đồng nghĩa cái việc là người ta sẽ cho rằng đó là dòng tiền nó đang thoát ra để nó nó đang tìm vào những cái cái kênh đầu cơ rủi ro đầu tư rủi ro như vậy thì người ta hãy suy ra đó là trứng này rồi bất động sản này dần dần nó cũng sẽ hồi phục và xu hướng của bitcoin tăng chứng tỏ là xu hướng của của lãi suất ấy nó không thể neo cao lâu đâu nó không thể neo cao lâu đâu và sớm nó cũng sẽ rẻ thôi Rồi nó cho thấy đó là cái ví dụ như là cái dòng tiền nó ồ ạt nó ra ngoài tức là cái lãi suất ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn anh em thấy bây giờ tầm này năm ngoái nó rơi khoảng 12 trăm nhưng tại sao giai đoạn này dòng tiền vào thị trường chứng khoán lớn thế tại sao lại giai đoạn này dòng tiền vào thị trường chứng khoán lớn thế thì chúng ta cũng phải hình dung nữa là nó có một cái lượng tiền rất là lớn nó đáo hạn một năm ở năm ngoái kỳ hạn năm ngoái bây giờ nó còn có 4,8 phần trăm 4,8 phần trăm theo anh em bây giờ có gửi tiết kiệm không ít nhất là cái số tiền 6,4 triệu tỷ đấy nó sẽ có một cái nguồn nào đó nó ra khỏi và nó rút ra thì nó sẽ vào đâu ạ à? tài sản rủi ro tại vì khi nó nhìn thấy coi tăng nó được chứng lại tăng rồi đất lại tăng thì dòng tiền tự khắc nó phải sôi sục nó phải chuyển dịch thôi nó chỉ là chuyển dịch dựa trên những cái chính sách thôi chứ nó không có cái gì mà mà bất ngờ cả nó sôi sục tôi ví dụ anh em cứ thấy coi tăng như này anh em chứng sốt ruột lắm nhưng chứng tăng như các ông gửi tiết kiệm ngoài kia có sốt ruột hơn <laughs> dòng tiền ngoài kia rất sốt ruột sốt ruột lắm chứng tăng mấy ông bất động sản bắt mấy ông sau mà mấy ông bất động sản tăng cái mấy ông đúng cầm tiền cực kỳ sốt ruột luôn sốt ruột làm vì thế nó mới đến lúc mà sốt ruột đến đỉnh điểm rồi thì bắt đầu nó mới có một cái dòng tiền nó tràn ra ngoài thị trường lúc đó vào sát phạt nhau thì đấy mới là cái giai đoạn siêu rủi ro trong thị trường đầu đầu tư vì thế nói là ai mà cầm cục than hồng nhất trên tay thì người đó là dễ đi ấy còn giai đoạn này thì bắt đầu người ta mới vẫn còn nghi ngại, vẫn còn đang chờ đợi một chút. Nhưng mà thực sự bitcoin tăng thì nó nó báo hiệu cho một nó là báo hiệu sớm, nó là một cái dấu hiệu sớm cho thấy là dòng tiền nó đang có xu hướng đầu cơ hơn, người ta đang tìm đến cái sự rủi ro nhiều hơn thay vì là gửi trong banh. Nó đang báo hiệu chúng ta cái điều đó, nhá. Yeah. Tức là nó đang báo hiệu chúng ta cái điều đấy để chúng ta tự tư duy thôi. Mỗi người người ta tự tư duy sao cho nó phù hợp thôi chứ không phải là mình bảo là ui nó coi nó tăng như vậy rồi xong rồi anh em rút hết tiền tiết kiệm rồi, đầu tư chứng khoán không phải nhiều kênh lắm anh em ạ à. thậm chí đoạn này đô nó còn tăng rồi mà nó đầu cơ cả đô cơ mà anh em biết cái lượng tiền ngoài nó nhiều mình có mấy kênh đầu tư trọng điểm thôi mà vàng đô trái phiếu uh, chứng khoán bất động sản trái phiếu thì oảng rồi trái phiếu mất niềm tin rồi thì ít nhất phải tầm 5 năm nữa mới khôi phục lại niềm tin đúng không? Đó còn trứng, còn bất động sản, còn đô, còn vàng, đô ở Việt Nam thì anh em mà thống kê thì có mà khó ăn lắm, khó sơi lắm. Nhưng ví dụ như là nó đang khó, khó như thế thì ví dụ như giống trung cư, ấy bao lâu không tăng giá, nhiên có cái giai đoạn 2 năm vừa rồi ấy, tăng phi mã luôn. Ví dụ thế thì người ta cũng có dòng tiền bên ngoài nó rất là nhiều, vì thế nó nó thấy bitcoin tăng, chẳng hạn nó là một cái chỉ báo sớm, xong bắt đầu thị trường thế giới cứ tăng, thì dần dần trong nước nó sẽ ổn định dần thì tự nhiên cái dòng tiền đó nó sốt ruột nó ra thôi, Và nó tạo cho mặt bằng thanh khoản của thị trường nó tăng thôi, mọi thị trường nó đều sẽ tăng mặt bằng thanh khoản lên, đúng không? Và cầu lớn hơn cung thì chắc chắn rồi nó đẩy giá lên, đầu cơ lên, đầu cơ cao, chúng ta gọi là đầu cơ, ví dụ như đô tăng người ta gọi là đầu cơ tỷ giá, nhá, yeah, ok, đấy là về câu chuyện nhiều anh em hỏi nó coi vì sao nó chỉ báo sớm là như vậy, nó là một chỉ báo sớm, nó là một chỉ báo sớm nhé. Yeah.